Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình xin chia sẻ tiếp phần 2 về bí xanh nha các bạn. Đây, phần 1 là mình đã có chia sẻ với các bạn là cách mình trồng cái con này 4 phân và cắt ngọn nha các bạn. Còn phần 2 là mình cũng tiếp tục là mình 4 phân và chăm sóc sao để cho bí nó đạt được nhiều trái nha các bạn ha. Đó. Bây giờ là mình xin mời các bạn xem đây là bắt đầu hôm nay đó. Các bạn nhìn xem nè. Bí xanh đó nha các bạn, nó đang ra trái nhiều rồi nè. Đó, mình đang thấy nó ra trái cũng nhiều rồi nè. Đây, ở phần vô bên trong nè, các bạn xem nè, nó đang ra trái nè. À, hoa đực và hoa cái nó cũng ra đều lắm nha các bạn. Đây nè, hoa đực cũng ra nhiều lắm nha. Mà vườn mình có ong á các bạn. Tức là có bướm á, nên mình không cần phải thụ phấn nha các bạn. Đây nè, con ong nó đang... đây, đó, các bạn thấy không? Đó. Đây nè, đây nè, cái chỗ cái phỉnh nè các bạn thấy không, ra trái nè. Này hoa cái nè các bạn, hoa cái nhiều nè. Đang ra trái. Còn ở bên đây là cái phần ngọn nha các bạn. Đây nè các bạn coi cái phần ngọn nè. Cái ngọn nó rất là mập nha. Đây các bạn xem nè, cái lùm này nó ra tới mấy trái một chỗ luôn nè các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ bón phân và bổ sung thêm đất nữa nha các bạn. Mình sẽ lấy cái rơm này ra. Bây giờ là mình sẽ làm trước hai cái bao đất này nha các bạn, hai cái dây này. Còn ở bên đây là chút xíu mình làm cũng giống nhau như vậy luôn ha. Đây các bạn, đây nè, rễ nó lên tới trên cây này nữa rồi nè. Mình vén cái đất này lên nữa nè nha các bạn. Mình cứ canh là từ 7 đến 10 ngày là mình sẽ bổ sung thêm một lần nha các bạn, lần phân ha. Trời ơi, rễ nó lên đây nhiều quá trời đất. Mà các bạn thấy không, cái đất của nhà mình nè, nó còn tơi xốp ghê không các bạn. Đây là cái phân gà này, là phân gà ủ nha các bạn. Phân gà ủ nguyên chất luôn ha. Nếu như các bạn không có phân gà thì mình có thể dùng phân bò mình bón cũng được ha. Và bón phân các bạn là mình sẽ bón ven cái bao nữa nha các bạn. Đó. Mình không có bón ngay gốc đâu nha. Cứ tầm khoảng từ 7 đến 10 ngày là mình sẽ bón một ít phân nha các bạn, cho cái trong cái đất này nha các bạn, lúc nào nó cũng có phân nên dây đó cũng đủ dinh dưỡng nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ bổ sung thêm một lớp đất lên nữa. Cái đất này đó là mình đã trộn với chấu đó các bạn, mình trộn với chấu á nên cho nó tơi xốp á. Đó, mình phủ rơm lên để giữ ẩm đất nha các bạn ha. Đó, mình làm trước hai cái bao này đi các bạn ha.
Rồi một chút xíu nữa những cái dây bên đây là mình sẽ làm tiếp luôn. Bây giờ là mình sẽ tưới nước các bạn. Tưới nước thì mình cũng vẫn tưới là mỗi một ngày là 2 lần nha các bạn, sáng và chiều. Hôm nào có trời mưa là mình không cần phải tưới nha. Đẹp ghê luôn các bạn. Mời các bạn xem lại cái bí xanh của nhà mình nha. Hôm nay có nhiều trái nó rất là lớn rồi. Có nhiều trái lớn như lắm nha các bạn. Có trái này nó đang ra phấn rồi nè. Cái này thì mình nấu canh ăn sẽ dẻo nha. Cái trái bí này nó dài cũng phải là hơn 30cm đó nha các bạn. Mình đã đo thử rồi đó. Còn trái này là tầm khoảng 30. Hôm nay là mình sẽ thu hoạch một mớ trái này là nó ở phần gốc nha các bạn. Cái toàn bộ những cái vạt này là nó là ở phần gốc không à. Mình thu hoạch xong là mình sẽ bổ sung thêm phân nữa nha các bạn. Trong cái phần ngọn này nó đang ra trái nè các bạn. Nó đang ra trái tiếp nè. Đây, đó các bạn, đang ra trái tiếp nè. Mình thu hoạch hết trái ở phần gốc nha. Cái ở phần ở trên này nha các bạn, nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi những cái trái ở cái phần ngọn nè các bạn. Cái ngọn còn đang vươn ra nè. Là các bạn mình thấy cái ngọn còn đang ra trái nha. Đó. Nó đang vươn ra rất là dài luôn nha, ngọn mặt nha. Đó. Chứ nếu mà giờ mình không thu hoạch nó nha các bạn, mình để hoài á thì những cái bí này nó sẽ bị vàng, nó không có nuôi nổi hết những cái trái non ở đây. Đó, mình đang thấy nó đang ra trái non này. Đây cái ngọn này nè, nó cũng đang ra mấy trái non này dài luôn nha các bạn. Cái này cũng đang lớn nha các bạn. Đây nè, đang lớn. Cái này cũng đang lớn nha các bạn. Cái này mình là thu hoạch cũng được nhiều lần dữ lắm luôn á. Nếu mà mình không thu hoạch đó nha các bạn, những cái trái này nó cũng sẽ không có lớn nổi. Cứ 4 phân nha các bạn. Là 4 phân bí này á, là cứ tầm khoảng từ 7 tới 10 ngày là mình sẽ bổ sung cho nó thêm một ít phân. Còn mà ví dụ như mà đất á, mình thấy ít đất là mình sẽ bổ sung thêm đất. Cái bí xanh này á nha các bạn, là từ hôm mà mình gieo hạt, tính từ hôm mình gieo hạt nha các bạn, đến nay á, là nó được 55 ngày. Cái bí này là được 55 ngày rồi nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ thu hoạch một mớ cái ở cái vạt gốc này nha. Đây mình thu hoạch trái này. Trái này mà nấu canh là ngon. Nó dẻo nha các bạn. Nó còn mà mấy cái lông nữa còn nó đau dữ lắm. Cái này nặng dữ lắm luôn nè. Chắc để mấy trái kia nó lớn không mà. Đúng rồi, mấy trái này kia lớn mà mấy trái này là cho nó đủ sức nó lớn nè. Với lại một mớ trái mà trái non mà ở phần ngọn đó các bạn. Mình mới hái ở đây một mớ đi. Chứ để không cái bao nhiêu dinh dưỡng nó cứ dồn vô hết mấy cái trái này nha các bạn. Là mấy trái trên kia rồi nó sẽ bị vàng hết nè. Là cái trái này là còn non nè các bạn. Trái này là mình để 2 hôm nữa là mình hái được rồi. Hái luôn nha các bạn. Đó, được như đây trái nha các bạn. Mình sẽ đem qua cho mình.
Còn trái này có hái không mẹ hay để nó bự mẹ? Cái này thấy nó còn non á. Còn non á mẹ. Dạ. Để cho nó bự nữa. Lại có bí ăn rồi mấy anh chị ơi. Đợt này ăn xà lách với bí xanh đã luôn. Bây giờ để mình cân thử coi nào nó được bao nhiêu ký nha các bạn. Đây, để đây đi. Cái bí này, cái rổ này á, là nó 400 gram. Đó, vậy là tính ra cái này là 5,5 kg hơn. Vậy là tính ra cái này là cũng bí này cũng vượt khoảng 5 kg. Dạ. 5 kg với hơn 5 kg nha các bạn. Đó. Cái này là mình chỉ là thu hoạch cái đợt đầu thôi các bạn. Mình thu hoạch đợt đầu thôi. Mà trái nè, ngon ghê không các bạn ha. Mình là thu hoạch đợt đầu thôi. Là bắt đầu á, là mình sẽ bổ sung thêm đất nè và phân nữa, cứ tầm từ 7 đến 10 ngày là mình sẽ bón phân một lần để cho những cái trái bí non ở cái phần ngọn này là nó đậu, nó ra trái đậu tiếp nữa cho mình ăn nha các bạn. Bí này là mình sẽ thu hoạch được rất là nhiều lần. Và các bạn biết sao không, cái bí xanh này á là nhà mình có bán hạt giống nha các bạn. Nhà mình có bán hạt giống trên Lazada đó nha các bạn. Đó. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn á là cách mình trồng bí xanh. Cái này là bí xanh nha các bạn. Đó, cái này là bí xanh. À, rất là dễ trồng nha. Đó, mình xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại video sau. À, chúc các bạn trồng thành công nha. Chào anh chị nha, chúc mày tốt lành. Bye bye.